Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách tìm số hạng tổng quát của dãy số cách đều. Ta có dãy số cách đều AN có số hạng đầu A, khoảng cách chung D. Số hạng thứ hai có được bằng cách lấy số hạng đầu A cộng thêm với khoảng cách chung D, nên bằng A cộng D, A là số hạng đầu. A1, nên số thứ hạng thứ hai được biểu diễn bằng A1 cộng D. Số hạng thứ ba thu được bằng cách lấy số hạng thứ hai cộng thêm khoảng cách D, nên bằng A cộng D cộng D. Trong đó, A cộng D là số hạng thứ hai, A2. Nên số hạng thứ 3 được biểu diễn bằng A2 cộng D. Số hạng thứ 4 được thu bằng cách lấy số hạng thứ 3 cộng thêm khoảng cách chung D, nên bằng A cộng D cộng D cộng D. Trong đó, A cộng D cộng D là số hạng thứ 3, A3. Nên số hạng thứ 4 được biểu diễn bằng A3 cộng D. Số hạng thứ tư được thu bằng cách lấy số hạng thứ ba cộng thêm khoảng cách chung D, nên bằng A cộng D cộng D cộng D. Trong đó, A cộng D cộng D là số hạng thứ ba A3, nên số hạng thứ tư được biểu diễn bằng A3 cộng D. Do đó, số hạng thứ N được biểu thị bằng AN trừ 1 cộng D. Vậy, ta có được số hạng tổng quát của dãy số cách đều là AN bằng AN trừ 1 cộng D. Sau đây, hãy cùng luyện tập. Em hãy ấn nút tạm dừng để giải bài tập. Sau khi giải xong, hãy bấm nút tiếp tục và tích dấu tròn. Nào, hãy cùng so sánh kết quả nào. Câu trả lời ở bài tập này là số hạng đầu là 1, số hạng thứ 2 là 3, số hạng thứ 3 là 9, số hạng thứ N là N bình phương. Em đã trả lời đúng chưa nào? Cuối cùng là phần ôn tập, nội dung đã học của buổi này. Ta có dãy số cách đều AN, có số hạng đầu A, khoảng cách chung D. Số hạng thứ hai có được bằng cách lấy số hạng đầu A cộng thêm với khoảng cách chung D, nên bằng A cộng D, A là số hạng đầu. A1, nên số thứ hạng thứ hai được biểu diễn bằng A1 cộng D. Số hạng thứ 3 thu được bằng cách lấy số hạng thứ 2 cộng thêm khoảng cách D, nên bằng A cộng D cộng D. Trong đó, A cộng D là số hạng thứ 2, A2. Nên số hạng thứ 3 được biểu diễn bằng A2 cộng D. Số hạng thứ 4 được thu bằng cách lấy số hạng thứ 3 cộng thêm khoảng cách chung D, nên bằng A cộng D cộng D cộng D. Trong đó, A cộng D cộng D là số hạng thứ 3, A3. Nên số hạng thứ 4 được biểu diễn bằng A3 cộng D. Như vậy, số hạng thứ N được biểu diễn như sau. Do đó, số hạng tổng quát của dãy số cách đều là AN bằng AN trừ 1 cộng D. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. これで今回の学習を終わります。